nó héo như này nè bà con. Đó, bà con thấy nó xỉu như này nè. À, nó xỉu tạm thời như này. Nhưng mà tới sáng. Đó, rồi thì đây là một cái video tiếp theo. Kia muốn chia sẻ cho bà con ta cách mà để bà con ta khắc phục ha, khắc phục cái hiện tượng mà chết xanh như này là bà con là héo xanh như này. Cái này là mình gọi là héo xanh ha, tại vì cây chưa chết mới cái héo lá thôi. Mình kêu là héo xanh ha bà con ha. Đó, thì nguyên nhân là ở video trước thì Kia đã chia sẻ cho bà con ta rồi, nó là hiện tượng là bị sốc nhiệt do cái hệ rễ non nó bị cháy rễ tạm thời ha bà con ha. Thì cái rễ non mà nó đã cháy vậy rồi thì cái khả năng mà là hút nước để từ dưới lên để nuôi lá trên nó thì hầu như là nó không có, mà cái trời nắng nó khá là cao luôn, mà cái rễ non ở dưới nó bị cháy rồi đó, thì cái quá trình mà thất thoát nước ở lá bà con đó, thì bà con thấy ha, hầu như là cái lá nó cung cấp không có đủ lượng nước thì buộc nó phải héo, nó héo như này nè bà con. Đó, bà con thấy nó xỉu như này nè. À, nó xỉu tạm thời như này, nhưng mà tới sáng sớm lại ha thì bà con thấy nó tươi gối lại tươi gối lại, tại vì cái nhiệt độ ban đêm nó rất là thấp nó rất là thấp, thì bắt đầu là nó tỉnh lại tới sáng ngày hôm sau đó bắt đầu trời nắng lên nó cũng y gan vậy nếu bà con không khắc phục đó. Đó, đây là cái video mà Kia chia sẻ cho bà con ta cái cách khắc phục ha. Đó, thì khi mà bà con đi thăm vườn vào buổi trưa hoặc là buổi nào đó ha, bà con thấy những cái đọt, cái cơ đọt non mà nó có những cái biểu hiện mà là nó hơi buồn buồn thôi, nó gũ lá trên những cái đọt non ít thôi đó, thì thời điểm này là gì, là cái hệ rễ non của mình ở dưới nó đang bị tổn thương rồi, nó đang bị tổn thương một phần rồi đó, thì bà con sẽ khắc phục lại là bà con sẽ đưa cái kích rễ mới ra, là cái humic cha băng gôn nè, nó cộng với cacu kẽm nè, đồng thời nữa là sao bà con cộng với cái kia là cái thuốc nấm bệnh luôn ha, tại vì khi mà cái rễ mà nó bị chết rồi bà con ha, thì nó là gì đó, lâu ngày này thì nó sẽ sanh ra là gì nó hôi thối nè, hôi thối thì cái nấm bệnh nè nó tấn công rất là nhiều, nhất là cái nấm mà Fusarium nó phát triển vào cái mùa mưa nó khá là nhiều đó, thì nó làm cho cái tỷ lệ mà thối rễ nó càng cao hơn đó, thì nó bộc phát nhiều, thì bà con không trị lại thì bà con kích rễ cỡ nào kích ha, thì hầu như là gì là cái hiệu quả nó không có đó. Khi mà bà con sẽ xử lý cho Kia hết toàn vườn luôn đó, hết toàn vườn luôn thì là gì, là cái cacu kẽm nè, humic cha băng gôn nè, cộng với thuốc nấm bệnh nè đó, thì bà con pha lại cho Kia thì bà con tưới một gốc như này tầm đâu đó tầm khoảng từ 5 tới 10 lít nước. Nếu mà 5 lít nước thì bà con bật cái bét này là bà con sẽ phun lại cho Kia ha, còn 10 lít nước thì bà con khỏi tưới xả lên cho Kia đó. Còn nếu mà cái diện tích lớn của mình có bét như này thì mình tưới cái phương thức hơi đậm đặn tí rồi mình đưa cái bét này mình tưới lại cho Kia luôn đó, thì nó rất là hiệu quả, an toàn luôn. Sau khi bà con tưới tầm khoảng từ 3 tới 5 ngày đó thì bà con thấy là cái cây bắt đầu cái lá nó sẽ cứng, nó dày lại ha, nó dày lại là bắt đầu là gì, nó sẽ vượt qua những cái thời điểm mà cái hệ rễ mà nó đang bị hư như này, cây nó có đề kháng lại rồi, cái rễ nó có đề kháng lại rồi ha, thì bắt đầu là cây nó đủ cái rễ mà để hút lên đó, thì cái lá nó giảm từ từ bà con ha, tất nhiên là nó bớt héo lại á. À, bên cạnh nó là trên toàn vườn chúng ta thì bà con thấy là gì, khi mà chúng ta phòng ngừa trước là thế vậy ha, thì hầu như là trên vườn chúng ta không có, thì còn bà con là không phòng ngừa trước thì nó sẽ xảy ra hiện tượng này gãy gác trên vườn của mình ha bà con. Đó, thì sau khi mà bà con chúng ta tưới rồi ha, thì bà con sẽ bổ sung cái hoa lá giùm cho Kia, cũng như là ở video trước thì Kia cũng đã chia sẻ cho bà con chúng ta là gì, bung đọt cây mít nè, bung đọt cây mít hoặc là vua chai vua giọt đọt, bà con cộng cái bo canxi với nhì kẽm đó, thì cái bộ này thì bà con pha 400 lít nước cho Kia ha, bà con phun ướt hết trơn cái tán lá luôn cho Kia, phun càng kỹ càng tốt để làm gì, thứ nhất là để cho cái lá để cho nó dày lên để nó tích tụ những cái diệp lục tố bà con, để cho cái lá nó xanh nó dày lên cái ha, khi mà trời nắng mà nó khắc nghiệt cho 35 37 độ đi chăng nữa thì khi mà cái lá nó già, cái cây chúng ta mà cái lá nó già ha, thì cái khả năng quang hợp của nó được mạnh hơn nữa đó, thì đồng thời nữa thì cái lá nó già thì bà con sẽ ở video trước thì Kia đã nói rồi, lá nó già thì cái rễ cây của mình nó già đó, thì bà con thấy đó, thì cái rễ cây của nó già thì nó ít ảnh hưởng tới cái quá trình mà
nắng mưa đột ngột làm cho quá trình bị sốc nhiệt đó, thì nó giảm rất là nhiều luôn đó. Thì bà con lưu ý cho kia hay bà con hang đó, thì cũng cái đơn giản thôi. Thì hôm gài cũng có một số vườn bà con cũng cũng bị ảnh hưởng, nó lay gai gãy gác như này nè, thì kia xử lý sau đó từ 3 tới 5 ngày thôi thì hầu như là gì thì không có cái sự mà là nó phát nó bị nhiều thêm. Tới đó bà con xử lý cái là đứng liền đó, thì bà con lưu ý cho kia đó. Cũng ở cái ca cu kẽm humic cho bằng gòn đó, thì với cái nấm bệnh thôi đó. Đó. Thì cái này thì kia cũng mới mới đi ghé ngày hôm nay nè, thì cái vườn này đó, thì bắt đầu là mai thì kia sẽ cho phun cái bo canxi như kẽm và cái bung đột cây mít nè, để làm gì để cho cái lá nó dày, và đồng thời nữa là chúng ta thúc cây thúc cây nè, gãy phân nè, để tới cái tháng 7 tới này, tháng 6 tới này chúng ta làm bông làm trái nè. Cây này tới tháng 6 làm bông làm trái là thoải mái nè bà con đó. Tới tháng 6 thì hầu như là cũng trồng một lượt với cái vườn ở đây nè, vườn của ông Anh Hướng mới nè đó, là chúng ta tiến hành đâu đó là 14 tháng 14 tháng thì chúng ta làm trái được rồi đó. Cây nè lực khá là lực luôn nè bà con đó. Thì cái cây mà chúng ta trồng mau lớn hay chậm lớn thì cái quá trình mà chúng ta thiết kế mô, thiết kế clip đó thì nó chuẩn, thì bà con trồng cây mau lớn thôi. Còn bà con thiết kế mà là cái vườn mà cái bề mặt clip thì nó cũng ok, bề ngang 5 thước hoặc 6 thước, nhưng mà bà con múc quá trời thấp, cái mặt clip nó khá thấp thì cái nước của nó lên nó cao, nó thì bắt đầu là gì? Thì cái cây nó bị ngập nước đó. Thì nó phát triển khá là kém, thì cho nên là bà con thiết kế clip cho kia càng chuẩn là càng tốt ha. Đây cũng như đây đó, mặt clip khá là cao nè, bên đó là không phát triển ok luôn nè đó. Đó thì hôm gài thì cái hiện tượng này cũng khá là nhiều bà con ơi, thì mưa một ngày nắng một tuần đó mới mưa lại nó, thì bà con thấy ha, thời tiết năm nay nó khá là phức tạp luôn. Nó thì bà con nào có trồng mít Thái, mít ruột đỏ Anh Đô, nó thì bà con lưu ý cho kia ha, cái quá trình mà chúng ta khắc phục cái hiện tượng mà chết xanh này nè bà con, để cho nó hiệu quả. Nó chứ cây mít ruột đỏ như là mít Thái, bà con trồng cái cây nó lớn bự như này nè, gần cái thời điểm mà chúng ta cho bông cho trái, nó mà nó chết như thế vậy bà con tiếc lắm, bà con ơi ăn ngủ không được á. Đó, thì bà con lưu ý cho kia bà con ha. Kia để lại hai số điện thoại trên màn hình đó, thì bà con quan tâm thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho kia tư vấn chia sẻ cho bà con ta hoàn toàn miễn phí về cái khoa học như là cái kỹ thuật tiên tiến nhất, mới nhất, hiệu quả nhất để mang lại cái kinh tế cho bà con nhà vườn ta nó. Thì kia cũng xin tạm thuốc video đây và hẹn quý còn lại một video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày ha quý bà con nha.